Xin kính chào quý vị khán giả và toàn thể các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Hôm nay Tuấn Nùng đi vào trong xã Tung Sán và nhà xưởng để đóng một chút chè cho khách hàng trên kênh YouTube của Tuấn. Tiện thể Tuấn Nùng cũng review sản phẩm những cây chè San Tuyết cổ thụ tại nơi này. Chỉ là một góc nhỏ thôi trong 400 ha chè ở tại xã Tung Sán. Ở nơi này thì những cây chè San Tuyết cổ thụ đã mọc từ hàng mấy trăm năm nay, và sau nhiều thế hệ cũng được người dân đã trồng thêm, trồng dặm thêm hoặc là trồng thêm cái diện tích mới. Và đây là vụ chè xuân. Sau một khoảng thời gian mùa đông của năm trước, những cành cây chè này sẽ không được đốn tỉa tán để cây sinh trưởng và phát triển. Thì đến vụ xuân năm nay, những búp chè non đầu tiên xanh mơn mờn sẽ bắt đầu hé ra. Và cũng là lúc mà những người bà con ở tại nơi này sẽ đi thu hái chè tươi về để bán cho các nhà xưởng. Đây, như Tuấn Nùng đang đứng ở đây là hai gốc chè rất là to ngay trước mặt của Tuấn, rất là cổ thụ luôn. Cành lá thì sum xuê và những búp chè tươi mọc lên rất là xanh. Sản phẩm chè San Tuyết năm nay thì được người bà con nhân dân rất là chịu khó đi hái vì giá sản phẩm chè năm nay rất cao. Nguyên liệu đầu vào tại một vùng chè ngon như thế này, được sự cạnh tranh về giá mua nguyên liệu đầu vào của các nhà xưởng. Chính vì vậy mà đẩy cái giá chè là lên cũng khá là cao, khiến cho những người bà con nhân dân ở tại nơi này có thêm thu nhập từ cái nguồn chè. Chính vì vậy mà đó là một cái tin rất vui cho những người bà con nhân dân ở tại đây. Như các bạn có thể nhìn thấy, đây là một cái gốc chè này. Đó, rất là to luôn, rất to, rất cổ thụ. Đến đây thì cây chè chĩa làm thành ba nhánh lên. Đó, lên đến đây thì tạo thành một cái củ của thân chè và chĩa ra tất cả khắp các hướng những cành chè cổ thụ mọc theo mọi hướng, không có phân định rõ ràng. Đó, như các bạn thấy, kể cả cây bên cạnh này cũng thế. Gốc thì rất to, nhưng khi ra tán thì mỗi một cành chè sẽ hướng theo một hướng đi không xác định, tạo nên những cành chè rất là đẹp luôn. Và từ những cành chè này sẽ tạo ra những búp chè tươi của mùa xuân. Cây này rất là to, mình cũng có thể là sẽ trèo lên đây chơi được. Về cái cây chè này thì cực kỳ là chắc, những người dân có thể là 5, 6, 7 người đến chục người trèo lên cây chè để hái luôn. Đó. Ở đây thì cộng đồng những cô gái cờ lao ngày nào cũng đi hái những búp chè, một tôm một lá, một tôm hai lá. Và những cây chè thì rất là cổ thụ, các bạn có thể nhìn thấy những gốc cây thì rất to. Ô, cái chè này bây giờ vẫn còn quả à, em? Có chứ, mùa này nó bắt đầu có quả rồi. Năm nay là chè cũng được giá phết nhỉ. Người dân thu hái chè là thấy là bán rất là tốt. Có rất nhiều nhà xưởng mọc lên để sản xuất những sản phẩm chè San Tuyết. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá, những cái gốc chè là rất là cổ thụ. Thường thường thì sau khoảng thời gian người dân đốn tán đi, đốn tỉa tán đi, thì sau cái trận mưa xuân này
là những búp chè non lại bắt đầu nhũ lên. Và những cái búp chè non này sẽ được những người dân ở tại đây thu hái. Đó các bạn ạ. Chè rất là xanh, tươi và rất non. Em ơi, thường thường một ngày thì mình đi hái chè như thế thì được khoảng bao nhiêu cân? Một tô một lá thì được một lạng, 8 lạng đến 1 cân. À, thế còn nếu mà mình hái chè một tôm 2 lá? Tôm 2 lá thì được 3-4 cân. Thế là cũng vất vả nhỉ, tại vì đây là không thể hái được bằng máy các bạn ạ. Vì cái cành chè san tuyết là nó mọc không theo một cái thể nhất định đó, nên là chỉ có thể hái được bằng tay thôi. Đấy, phải trèo lên cây và hái như thế này. Thế thường thường là cứ sáng sớm là mình phải đi hái à? Khoảng mấy giờ hái đến mấy giờ là... Sáng sớm 7 giờ. 7 giờ là đi hái rồi. Vâng. Đến 5 giờ chiều không quay về. À, đến 5 giờ chiều là về. Vâng. Về là mình mới mang xuống cho các xưởng sản xuất và chế biến chè để người ta sản xuất đúng không? Vâng. Ở đây thì cũng có những cây chè thuộc là chè lá đỏ. Các bạn ạ, ví dụ như cái cây chè cổ thụ đây. Các bạn xem này, gốc thì rất là to. Khi lên khỏi mặt đất sẽ chia ra làm thành một nhánh, hai nhánh rồi. Cứ lên dần thì sẽ chia ra thành các nhánh. Và sẽ cho ra những cái sản phẩm, ví dụ như là chè lá đỏ đây. Các bạn nhìn lá là sẽ thấy có màu đỏ. Đấy. Đây. Cây chè thì cây nào cũng có 100%. Có rong rêu địa y bám vào vì rất là cổ thụ. Cành chè cũng không theo một cái thể nhất định. Nó rất là đẹp, thế của cây chè thì rất là đẹp luôn. Các bạn có thể nhìn thấy những cái cây chè cổ thụ rất to. Đó. Thế như em vừa hái này là đây là sản phẩm chè của một tôm hai lá đúng không? Vâng, một tôm tức lá. Là một tôm hai lá là mình để lại cái tôm, tức là cái búp ngọn này, cộng với lại hai lá ở bên dưới này. Đúng không? Hai lá già. Ừ, hai lá già. Đó, và hái đến nách lá thứ hai này các bạn ạ. Đó, đối với sản phẩm chè một tôm hai lá này thì nếu mà một người bình thường, người dân đi hái từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều về thì hái được khoảng độ 3 đến 5 kg, tùy tay người hái. Còn nếu mà hái sản phẩm chè một tôm một lá, tức là chỉ mỗi cái búp chè với lá như thế này thôi, một lá như thế này thôi, thì chỉ hái được 8 lạng đến 1 cân thôi là giỏi rồi. Vì cái sản phẩm chè, nguyên liệu chè tươi đầu vào bây giờ là cũng được các nhà xưởng là thu mua rất là đắt để sản xuất ra các cái sản phẩm chè san tuyết cổ thụ thuộc vùng núi Tây Côn Lĩnh, xã Tung Sán, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Ô, cái cây chè này là chưa đốn tán này các bạn này. Những cái tán này là mọc từ năm trước rồi. Và những tán này sẽ cho ra những quả chè như thế này. Đó. Nhưng cây này là chưa đốn tán, nên là những cái búp chè xuân là sẽ mọc ra từ những cái cành. Cái cành mà đã mọc từ năm trước, người dân để cho cây sinh trưởng và phát triển. Đó. Cây này thì chưa hề đốn tán này. Đó. Các bạn có nghe được cái gì trong những câu giao tiếp của dân tộc Cà Lao ở đây không? Gần như mọi người đang giao tiếp bằng tiếng Hán. Tuấn Nùng nghe không hiểu một cái gì luôn.
Chỉ biết là mọi người đang rất là rôn rả nói chuyện bằng tiếng Hán thôi. Chè tươi một tôm hai lá, xanh như ngọc. Chỗ này được khoảng bao nhiêu rồi em? 60-70 cân. Chưa được tạ à? Hiện tại là chè tươi đang được thu mua vào các nhà xưởng các bạn ạ. Đây, chạy dài từ đây sang bên kia. Đó. Đây là những búp chè xuân mới được những cộng đồng dân tộc người Dao, người Hán, người Clao ở bản địa đó, người ta hái về và nhà xưởng mình sẽ thu mua chế biến ra các cái sản phẩm chè một tôm một lá, một tôm hai lá nha các bạn này. Trời, trong cái khoảng thời gian là mấy hôm nay là chịu cái ảnh hưởng không khí lạnh nên là không có nắng, rất là âm u luôn. Đây các bạn sẽ thấy đây trong xưởng chính đây, sản phẩm chè tươi là đang được dùng quạt để quạt bay bớt thủy phân và sẽ được sử dụng hệ thống sao ga. Đó. Dùng bom sao ga này để sản xuất chè. Còn đối với lại trên sàn này thì là chè một tôm một lá. Các bạn sẽ thấy là cái búp chè một tôm một lá nó chỉ có một lá với lại cái búp nó thôi. Khi làm ra các sản phẩm chè thì tuyết rất là trắng. Đấy. Còn đây là máy để lấy hương. Sau khi sản phẩm được sản xuất ra thành phẩm thì cho những kg chè một tô một lá với cánh tuyết trắng tinh. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy ngoài trời là rất là sương luôn. Này. Sương bao phủ khắp núi luôn. Sau khoảng thời gian phơi chè là bây giờ sẽ cho vào bao để chuyển vào nhà xưởng sản xuất. Trời tối rồi, trong nhà xưởng thì tối lắm các bạn ạ. Đó, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy màu xanh như ngọc của chè tươi, những búp chè san tuyết. Đây là sản phẩm chè một tôm hai lá, cũng được đóng vào túi zip. Đây cũng có những cái cánh tuyết nhưng mà nó có hai lá già nên là cái độ cánh tuyết nó sẽ, mật độ nó sẽ thấp hơn so với lại chè một lá. Và giá trị thì gần như là gấp đôi nhau. Đó. Cái này về Tuấn Hùng chỉ dán nhãn chè của Tuấn vào đây là ok rồi. Sau khi nhà xưởng sản xuất ra những tải chè một tôm hai lá, một tôm một lá như thế này. Đấy, cứ đóng một tải như thế này 50 cân.
đó là Tuấn Hùng sẽ vận chuyển về kho của mình và đóng thành 5 lạng một, và Tuấn Hùng chỉ đóng bằng túi zip thôi. Và nhãn mác bao bì sản phẩm thì rất là bình thường. Đó, đây là mình sản xuất tận nơi, bán giá xưởng. Còn những đơn vị người ta có bao bì nhãn mác sản phẩm đẹp hơn, người ta phải chịu cả thuế nên người ta bán giá gần như là gấp đôi của mình. Thôi còn bây giờ thì Tuấn Hùng sẽ di chuyển đi về thôi. Trời cũng bắt đầu sang chiều tối rồi. Một tải như thế này đối với lại một tôm một lá thì sẽ đóng 30 đến 50 cân tùy theo nhà xưởng sản xuất ra. Vì vụ chè xuân này thì cũng vẫn còn là rất là ít, không đủ cái nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất, số lượng rất là hạn chế. Còn sang vụ sau, tức là vụ thứ hai á, thì lúc đó là bắt đầu vào mùa hè và có mưa nhiều thì chè nó sẽ nhạt hơn. Lúc đó thì chè cũng rất là nhiều, tuyết thì vẫn đẹp thôi, nhưng chè sẽ nhạt đi rất là nhiều do khi mùa mưa đến là cây chè sẽ hút rất là nhiều nước. Những búp chè tươi sẽ có rất là nhiều thủy phần các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi tập video ngắn về sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh, ngay dưới dải Tây Côn Lĩnh thuộc xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Và những sản phẩm chè một tôm hai lá, một tôm một lá, Tuấn Hùng cũng luôn luôn chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Những bác nào mà uống chè, đã từng mua chè của Tuấn Hùng thưởng thức thì các bác cũng biết về sản phẩm và chất lượng của chè rồi. Đó, về công đoạn kỹ thuật, Tuấn Hùng chỉ có một nghệ nhân làm chè và cung cấp một loại thôi. Tức là Tuấn Hùng sẽ không kết hợp với lại các nhà xưởng khác để có thể là bán thêm các sản phẩm của các nhà xưởng khác, vì cái vị chè cùng một loại chè nhưng mà các nghệ nhân khác nhau sẽ làm ra các sản phẩm khác nhau, vì mỗi người đều có một kinh nghiệm và một kỹ thuật làm riêng nhé các bạn ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ai mà uống chè San Tuyết thì hãy đặt, hãy đặt trên số điện thoại trên kênh YouTube của Tuấn Hùng nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn nhé.